Thế hả? Con đề xuất cho mẹ làm một bếp. Vừa thấy con đưa ra ý kiến hay. Chăm là phải ngồi cạnh chăm sóc liên tục, chứ một ngày chăm một lần thì có mà mẹ con có nhớ là đợt mẹ con ốm không, mẹ túc trực ở bên con 24/24. Nếu mà mẹ ốm thì con tính mẹ chăm một lần ngày một lần chứ. Con nhớ ngày xưa con bị covid không, hai anh em bị covid không, một mình mẹ chăm hai anh em bị covid. Con đấy là bố chưa bị covid nên là bố không sang được. Mình lấy mẹ con ở trong căn phòng covid sốt 40 độ sợ quá.